Sau 8 năm, nghệ sĩ saxophone Kenny G sẽ tái ngộ với khán giả Việt Nam trong dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, mở màn cho Good Morning Việt Nam. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được sử dụng vào mục đích thiện. Thì mục đích chính của chúng tôi lần này là muốn mang cái nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế đến, nhưng với mục đích phụng sự người dân là chính. Ở cái nghĩa là mang đến cho được nhiều người thưởng thức. Và việc thứ hai nữa là toàn bộ cái kinh phí thu được từ việc bán vé thì sẽ đều được đóng góp cho các cái hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam. Và hy vọng là sẽ được tổ chức thường niên, mở ra một cái chương trình thực sự là chất lượng về mặt nghệ thuật nhưng lại mang tính phụng sự, và cùng với nó là cái sự đóng góp cho cộng đồng. Tất cả những cái bản ví dụ như Going Home hay là Songbird hay là My Heart Will Go On là những cái tác phẩm sẽ được trình diễn trong cái show diễn lần này. Nhưng cái cách mà Kenny G làm mới mẻ đó để người xem nhận thấy rằng là lần này xem nó lại không giống lần trước, nhưng vẫn là những cái bản nhạc mà mình đang vẫn yêu thích. Khi cất lên nốt nhạc đầu tiên là nó sẽ nhận thấy rằng đó là Kenny G. Thứ hai là cái phần biên tập, cũng biên tập làm sao cho nó có cái tiết tấu, cái nhịp điệu nó cũng sẽ có một cái sự thay đổi để làm cho mới mẻ. Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn tại các sân khấu lớn trên thế giới. Kenny G sẽ biểu diễn cùng ban nhạc đồng hành, chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua. Một điều đặc biệt là sẽ có thể Kenny G biểu diễn âm nhạc dân gian Việt Nam. Tôi đang trao đổi với anh Kenny G là chuyển soạn tác phẩm âm nhạc là Bèo Giặt Mây Trôi từ tác phẩm âm nhạc của Việt Nam sang cái phong cách âm nhạc của anh, là sang cái phong cách của smooth jazz. Thế thì ở đây thì tôi đang đề xuất thì anh đang suy nghĩ và anh sẽ nghiên cứu xem là cái việc truyền thể nó có phù hợp hay không. Nhưng nếu đây mà trở thành một câu chuyện hiện thực là tại sân khấu của Việt Nam thì đấy là cái mà tôi nghĩ không riêng tôi mà tất cả những khán giả Việt Nam đang rất mong chờ được.